Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như các thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube đang phát triển. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 thì em xin gửi lời chúc đến toàn thể các mẹ, các chị, các em ngày mùng 8 tháng 3 có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Đờ Lông với model là DCD1510. Đây là một chiếc đầu trong cái phân khúc rất là vừa tầm tiền để em chơi. Mắt đồng tốt, chất âm hay và rất là bền bỉ. Thì chiếc đầu này được sản xuất vào năm 1989 với giá xưởng của nó là 54.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và giá của em bán bây giờ thì rất là rẻ thôi ạ. Thì chiếc đầu này là sở hữu sai ngang của nó là 43,4 cm, chiều cao của nó là 13,5 cm và chiều sâu của nó 31 cm. Chiếc đầu này là nặng 6 kg. Sở hữu mặt phay nhôm được sơn màu đen rất là đẹp mắt, hầm hố đó nhé, và sang trọng. Mắt đọc thì mắt đọc của Sony 150, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Và dùng hai con chip rẻ mã PCM 54HP cho ra chất âm là 20 bit rất là chi tiết ạ. Đấy, giải trầm nó rất là tốt. Về phần ngoại hình thì em cũng quay cho bác xem. Ngoại hình của em này thì rất là đẹp ạ. Mặt tiền là đẹp xuất sắc luôn, không có một vết nào cả. Đấy, quay thật chậm để cho bác nhìn thấy cái đẹp đó. Rất là mới, máy móc cũng rất là mới luôn. Phần lắp lưng thì có những vết xước nhẹ đấy ạ. Đấy, xước nhẹ đấy ạ. Trên của nó rất là đẹp. Đây, cái xước mờ đây. Đây có những vết xước này. Đây ạ, model của nó là DCD1510, điện 100V, công suất có 11W, series máy của nó là 8121515898, sản xuất tại Nhật Bản, với in Japan đây. Đấy. Thì chiếc đầu này có đường hai đường A-lốc ra này, đường cu xoan ra này và đường cổng quang ra. Đường cổng quang là màu đỏ, nó hoạt động bình thường ạ. Đấy. Và đây thì em mở phần nội thất ra để cho bác được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em nó. Em này thì không những là ngoại hình đẹp mà cái phần nội thất của em nó rất là đẹp và mới luôn. Đấy, zin nguyên bản, mắt đọc zin theo máy. Đây ạ, nó dùng hai con giải mã PCM 54HP đấy ạ. Đấy. Tụ lọc đeo la lớn đấy ạ. Rất là mới. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc để các bác được thưởng thức. Em xin giới thiệu luôn, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Bác nào mà ở gần em thì qua em để chọn lựa các sản phẩm. Bác nào ở tỉnh xa thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hay qua Zalo, Facebook. Các bác nhá, em dùng số điện thoại đấy ạ. Đây, đây cho đĩa chép đây nhá. Thì em cũng khuyến cáo các bác là gì? Nên chơi những đĩa chép nhé, đó là đừng chơi những đĩa chợ làm gì nó kém chất lượng ra. Đấy. Đã nhận bài.
tìm nhau xây mơ ước ngày sau. Nhạc cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ ngã. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút vui ban dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để ta lên đường, gửi lại phố chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn. Đời sương gió chiến tranh nơi miền xa qua những vùng xa lạ qua quê hương bao la những chiều đắm quân mệt trường ngắm hoa trắng ngày xưa thương em nói chết người em.
Xin phép được dừng video ở đây. Thì chiếc đầu này em bắt đầu rất là tốt nhé. Thì giá của chiếc đầu này em bán với giá là 3 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho các bác khi chuyển đủ tiền. Bên em thì không bán hàng ship COD, mong bác thông cảm. Thì bác nào mà quyết định mua các sản phẩm đồ nhật bãi thì các bác cũng nên tìm hiểu và cũng xem xét kỹ càng trước khi mua, bởi vì là đồ nhật bãi người ta dùng cũng rất là nhiều năm rồi. Và bây giờ về Việt Nam mình ta sử dụng thì có những sản phẩm rất là bền bỉ theo năm tháng,
vài những bộ sản phẩm thì vài tháng hoặc là vài ngày thì cũng có khả năng xảy ra sự cố. Cái đấy là cái điều ngoài mong muốn, bản thân em cũng không thể đo hay là kiểm tra được lúc nào nó hư. Đấy. Thì sự cố đâu thì mình khắc phục đến đấy. Đấy. Còn bên em thì trách nhiệm là khi nhận hàng sản phẩm bị lỗi thì các bác cứ thông báo và các bác chuyển hàng em hoàn tiền 100% cho các bác. Còn trong quá trình sử dụng mà xảy ra sự cố, các bác không có thợ sửa chữa thì các bác hãy liên hệ với em sẽ hỗ trợ cái việc đó. Đấy. Ít thì em cũng lấy tiền, còn đâu là sản phẩm mà sửa chữa cố có phí cao thì em sẽ thông báo cho các bác. Đấy. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Thức, Hồ Chí Minh. Đấy. Bên em thì không thu mua lại cũng là đổi các sản phẩm đã sử dụng ở Việt Nam. Đấy. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.